Bọc à, anh ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh nhé. Bọn tôi đi quay clip quảng bá cho thần tượng yêu động vật đây. Ờ, biết rồi. Cậu làm sao thế? Hai ngày nay đều trưng ra cái mặt như thế. Ráp mặt, nhíu mày, lại như này dễ chịu hơn tí. Ha ha ha, mấy hôm nay nằm ở bệnh viện đột ngột chết được. Nằm một chỗ nghỉ ngơi là không thể, ta phải đi rong chơi thôi. Bạn ca đã mở thiên nhãn rồi hả trời? Sao lại có thể đoán chính xác bước tiếp theo trong kế hoạch của mình vậy chứ? Thế nhưng điều này cũng không cản được bước chân của ta đâu. 10 phút sau. Ở bệnh viện suốt ngày hít mùi thuốc, không khí bên ngoài trông lạnh quá đi. Ủa, người đó trông quen quen. Hình như là Trịnh Nhất Phàm cùng công ty. Thật ra ở đời trước mình có ấn tượng với cậu ta là từ câu danh ngôn lưu truyền khắp chốn. Hôm nay vừa khéo thử xem là sự thật hay tin đồn. Tôi muốn mua một vé số lẻ. Vậy cháu lấy một tấm số chẵn nhé chú. Hóa ra là Bạch Mộc. Theo khạch nhỉ, lại gặp nhau ở đây nè. Sợ. Nè, chúc mấy đứa may mắn. Thiệt suối quẩy, mất tiền vô ích rồi. Chúng thưởng rồi ha ha ha. Quả là sự thật, chúng dạy nhất luôn. Cảm ơn đại tiên. Đúng là làm người ta chán rét mà. Thằng nhóc Bạch Mộc này, sao cứ phân phân mua ngược lại với mình vậy chứ. Đáng rét quá mà. Đang cuối là mình buồn luôn mà. Mình nhất định phải tìm cơ hội khiến cậu ta nếm mùi làm cho hơi cho kẻ khác. Tôi cậu quẻ số được không ít tiền, mời cậu một chậu sữa trà sữa nhé. Bể nhờ mua ngược lại với cậu nên mới trúng số, thiệt là ngại ngu. Cho dù trúng số cũng đâu cần mua nhiều như vậy chứ. Không sao hết, dù gì cũng đâu phải tiền túi của tôi. Thật lòng thì ngày hôm đó tôi cũng có mặt trong phòng nhỉ. Hả? Nên đã nghe được hết những lời Mạnh Nhất Lan và Quang Thư nói với cậu rồi. Lúc đó cậu ở đâu? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là thái độ của bọn họ đúng là không tốt. Dù gì thì chúng ta cũng là người của công ty KT. Đáng lẽ ra nên hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu nhé. Tên Bạch Mộc này đúng là một xíu lòng đề. Phòng cũng chẳng có nổi. Đánh giá chỗ đây của mình quá xuẩn. Muốn phá bệnh Soviet phải tay từ Bạch Mộc trước. Đây là do cậu tự dân tới cửa đây nhé. Tôi không hề để bụng đâu mà. Ở KT tôi cũng chả có mấy bạn truy kỷ nào cả. Hôm nay cậu nói thế với tôi làm tôi vui lắm. Vậy sau này khi nào mua vé số cậu, cậu nhớ rủ tôi nhé. Tiền trà sữa của tôi vào tháng sau đã có rồi. Trà sữa uống nhiều quá rồi, tôi phải đi vệ sinh xíu đã.
Đây là cơ hội tốt để phá hoại mối quan hệ của bọn họ. Đúng là một tên đàn mà, thế mà cũng không đặt mặt khổ. Mạnh nhất là anh, chắc là thức xì khối luôn rồi nhỉ? Phản ứng kiểu gì đây trời? Có điều mình nhắc Lan, thường không nhiều lời. Nếu tức giận cũng sẽ không nói ra. Nhân lúc Bạch Mộc chưa quay lại, xoa hết cuộc trò chuyện luôn. Chào mừng Su Quýt đến Hàng Cượng Yêu Quảng Động. Đây chắc là show tạp kỹ đầu tiên mà được Su Quýt tham gia nhỉ? Không phải lần đầu đâu. Trước đó còn có ký túc xá Hàng Tượng nữa. Nghe nói lần này thành tích của cả ba đều không tồi. Ba người có thể chia sẻ một tí phương pháp luyện tập thể thao thường ngày không? Đánh nhau, Bạch Mộc là bị tôi đánh nhập viện đấy. Anh chàng mạnh nhất Lan này không phải là Bạch Nguyệt quen ấm áp mà. Vì sao nói câu nào cũng tràn ngập nét bạo lực thế? Thế này thì người ta biết phỏng vấn làm sao đây hả? Tôi nói đùa đấy, Bạch Mộc không có ở đây. Không nhắc cậu ấy trở về, chắc cậu ấy giận lắm. Nếu Mạnh Nhất Lan đã nói như thế, thì các thành viên của nhóm Su Quýt hãy để một lời gì đó đến Bạch Mộc. Quẩn đang nằm dưới giường bệnh nhé. Sớm ngày bình phục, đại cát đại lợi. Để tôi trở về. Trở về tìm cậu tính sổ. Ok, buổi phỏng vấn lần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn những cố gắng phối hợp của mọi người. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Lan Lan ơi, mà dắt con đi gặp bé Mộc Mộc mà. À, ôi. Quang ca, anh có phát hiện ra một bầu không khí u ám đang bao trùm không? Mạnh ca từ buổi phỏng vấn trở về là lủi thẳng vào phòng luôn, đến giờ cũng chưa ra nữa. Không phải cậu ấy thế à? Ồ thế à, em, tại Bạch Mộc không ra nên em cũng theo chiều gió thôi. Ờ kìa, ra rồi. Mạnh ca có ở đây không? Tôi có chuyện muốn bàn với anh nè. Ôi đệt, cái gì đây? Chỗ anh bị cướp. Sao Mạnh ca, anh không sao chứ? Quậy mà cũng không kẽm, dám củi đầu của anh. Càng tưởng tượng nổi mà. Tên thằng nhóc này luôn tâm tâm niệm niệm, mong Su Quýt mãi không xa rời. Sao buổi sáng lại có thể gửi loại tin nhắn như quậy cho mình được? Mình tức giận là vì không biết tên nhóc này lại đi lăn lộn cũng tên dở người nào mà thôi. Thôi đi, đầu óc cậu ấy cũng không thể phân biệt nổi người tốt kẻ xấu đâu. Vào rồi đó à, kẻ cướp trái tim của tôi. Mạnh cả, bán bộ phận cơ thể là phạm pháp đó. À đúng rồi Mạnh ca, tôi có chuyện muốn bàn với anh đây. Phòng của anh không có chỗ đặt chân. Tụi mình ra phòng khách nhé. Vừa đúng lúc hai người kia đã về lại phòng riêng rồi. Ừ, Quan ca lẫn Quan Sưng đều cùng bản thân đi. Cậu muốn nói gì? Hôm nay tôi ở ngoài gặp được Trịnh Nhất Phàm đó. Ừ,
Hèn gì tôi bảo cậu ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh mà cậu vẫn muốn ra ngoài. Hóa ra là vì hắn ta. Không không không, là lúc cào quét số trùng hợp gặp được thôi. Tôi phát hiện hắn động tới điện thoại của tôi. Đây cũng không phải là trọng điểm. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn vào quá xin của tôi. Anh xem màn hình chat của tôi nè. Trên cùng là An Tỷ. Nhưng mà trước đây tôi đã cài đặt anh là người ưu tiên đầu trang rồi. Nhưng mà hiện giờ anh không còn ở trên trang đầu nữa. Tức là có người đã xóa khung trò chuyện ấy đi. Thật ra tôi đã cố ý để điện thoại lại đơn độc bên Trịnh Nhất Phàm. Bởi vì muốn thử lòng hắn ta. Ai ngờ hắn bát bát đến như này. Nhưng mà nghĩ lại việc hắn giúp tôi kiếm tiền trà sữa, chúng ta vẫn có thể duy trì mối hoàn hảo ngoài mặt. Mạnh ca, hắn ta không dùng điện thoại của tôi để gửi cái gì cho anh chứ? Rễ rồi. Bảo là cả xu huyết cậu rét tôi nhất. Bắt tôi cách xa. Được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Chắc cậu đã nói gì với hắn để hắn có linh cảm, hắn mới rể cho tôi mấy tình đó chứ gì. Em nào có. Em không có. Mạnh ca tốt với em biết đường nào. Em thích Mạnh ca nhất. Em sao có thể tạo cho Trịnh Nhất Phàm thứ linh cảm quái quỷ gì đó được. Hôm nay đùi Mạnh ca không chịu ốm. Ngày sau sâu huyết giải tán về nhà nhịn cơm. Mạnh ca tin em đi mà. Em có thể thề trước bóng đèn đó. Hình như hai người bọn họ đang chim chuột nhau đấy. Bầu không khí thiệt là quái gì mà. Ừ, con trẻ dễ bảo. Khỏi bệnh trở về nhà. Hôm nay chúng ta sẽ mở buộc một buổi fan marketing nhỏ nhỏ. Lát nữa đến công ty các cậu nhớ phải chuẩn bị thêm chút nữa nhé. Trước đó hình ảnh Mạnh Nhất Lan cổng bạch mộc tới bệnh viện đã khiến cho nhiều fan hét gào cảm động. Chỉ biết mấy đứa rất thân thiết với nhau nên không cần phải chú ý fan cover đâu. Cứ việc tự nhiên thể hiện một chút tình cảm anh em của mấy đứa là được. Tự nhiên thể hiện thì nhóm của mình coi như tiêu luôn. Biết rồi An Tỷ. Không uổng phí đêm qua mình bay tỏ lòng trung thành giữa đêm khuya. Mình ôm chắc đùi của Mạnh ca rồi. Trẻ em xem quá nhiều thứ không nên xem sẽ dễ bị đau mắt đỏ đấy. Mộc Mộc về rồi ha ha. Khoảng thời gian qua ngã bệnh đã khiến mọi người lo lắng rồi. Các fan chụp hình bỗng dưng nhiệt tình gấp mấy lần ban nãy rồi. Sao mình lại có cảm giác không lành thế này chứ? Lan Lan ơi, Lan Lan à, có thể ký tên được không? Ký lên trên này là được rồi. Ôi đệt, câu này chắc phải là danh ngôn định tình trên siêu thoại sao? Fan ở vùng bên này không phải là fan copy đó chứ. Trái tim trong mốc bọn họ không phải đang bắn về phía tụi mình mà. Là đang chúc phúc cho bọn mình hả? An Tỷ rồi bọn mình lên trước kìa. Đi thôi. Cũng may là Mạnh ca không tới trận tướng khiến cho người khó xử này. Nếu không có lẽ anh ấy sẽ tức điên lên cho coi.
Hôm qua có một dự án, sô tập kỹ đã tìm kiếm đến sô quýt, tên là cậu người hoàn hảo, không gì sánh bằng. Cậu người hoàn mỹ không gì sánh bằng. Ở đây trước dự án sô quýt này, đã giúp Batwin, Badru, mới cực hot trở thành Peru, quốc dân. Show này cũng là máy tạo tình hót năm đó. Show quýt được mời cũng đồng nghĩa với vị bọn chúng mình sẽ nổi tiếng sớm trước mấy năm ạ. Theo em được biết thì show này sẽ là hai người bạn trở thành một đội để cùng tham gia biên hình. Nhóm chúng em có 4 người, e là không thể chiếm hết cả hai đội vào danh sách. Đây chính là lý do hôm nay chị tìm mấy đứa tới đây. Không sai, chỉ có hai người có thể tham gia ghi hình, hai người còn lại sẽ làm miss cho show. Hai người nào ghi hình, hai người nào làm miss, chị muốn trưng cầu ý kiến của mấy đứa đó. Dù gì thì chị cũng là một người quản lý khởi xướng sự tự do dân chủ hạnh phúc mà. Rõ ràng là không muốn đưa ra quyết định thì có. Ghi hình có thể hút thêm nhiều olifan, rất có lợi cho việc phát triển hoạt động solo của mình sau khi giải tán nhóm. Đừng hỏi em chỉ một ngọn cỏ mọc nơi đầu tường yếu ớt đáng thương thôi. Nếu tần suất quay hình cao, có thể xây dựng lại bầu không khí hòa hợp trong nhóm nhiều hơn. Vậy thì mình phải hết sức giành lấy. Vậy ai muốn ghi hình thì giơ tay. Được, thế thì là hai đứa nhé. Phan đã an tỉ. Chuyện này vô cùng quan trọng, em muốn bốn bọn em thương lượng thật kỹ càng đã. Được thôi, vậy chị đi xuống dưới mở hộp báo đây. Lát nữa mấy đứa đến tìm chị nhé. Không ổn suýt nữa thì mình quên mấy đứa nó có tật thích mở cuộc luận kiếm hoa sơn rồi. Mở cửa, mở cửa. Tụi em thương lượng xong rồi ạ. Mạnh Nhất Lan và Bạch Mộc cùng ghi hình. Em và Xuân Hoa, à không, em là em và Tịch An Nhiên sẽ làm mít. Đây cuối cùng là nỗi khổ chốn nhân gian gì thế này. Chiều mai chúng ta phải lên núi với đội phiên của Sô. Cậu người Hàn Mỹ không gì sánh bằng rồi, nên hôm nay tôi đặc biệt dẫn cậu tới đây thư giãn đấy. Cứ yên tâm mạnh dạn mà vui chơi. Xúc xích ăn thoải mái, coca uống no say, anh đây đãi hết, được ạ. Quang cà, em ráng anh nhé, doan luyện cho tốt, không thắng bao hoàn tuyên. Người lần trước chơi game chung với tôi đã đoạn tuyệt hai quan hệ với tôi cũng được mấy năm rồi. Sao vậy? Bởi vì cậu ta mắng tôi suốt quán rem, thậm chí còn sỉ nhục gương mặt của tôi nữa. Mắng tôi thì được, nhưng chơi tôi xấu khiến tôi không nhìn nổi. Không sao đâu. Em nghe thơ khủng khiếp biết bao, một chữ chửi tục cũng không biết, thì làm sao mà mắng anh được. Nào quán ca, từ quật sau lên đi. Được thôi, vậy thì dẫm sẽ chơi cùng nhận ngươi. 40 phút sau, anh ở vùng đất rồng mua nhà luôn rồi hả? Ở đó đi dạo mua sắm hay gì? Anh muốn thì mấy cái tủ hay là cái giường vậy hả? Lão quan tặc à, tôi cầu xin ngài đó, ngài đừng hát linh chi trong rừng nữa mà. Chơi xong tôi đặt mua cho ngài não bạch kim uống để tầm bổ huyết não
Thùy Thiếu mắc dây 258 của ngài liền mà. Dạ được rồi, nice. Quang ca, anh vẫn ổn chứ hả? Ô Linh là nhóc ngọt ngào, vừa online khi liền biến thành tên điên quái kích. Đây là nét ngây thơ đáng yêu cậu nói tới đó hả? Nhưng mà em không hề nói một từ chửi tục nào hết mà. Hơn nữa cũng không sỉ nhục đến gương mặt của anh. Gương mặt của Quang ca đó chính là dung nhan tuyệt mỹ nhất mà. Cho dù em có mắt trí cũng sẽ theo bản năng mà trân trọng nâng niu. Sau khi cậu xuyên việt thì kỹ thuật quản không hề kém đi nhỉ. Gần đây trong nước có câu lạc bộ boss thành tích rất kém muốn buông tay. Tôi chuẩn bị mua lại. Tôi tìm người điều tra thành tích của bọn họ. Tệ hại là bởi vì ông chủ quân tiền phung phí, không mua được tuyển thủ giỏi. Cậu quán quân tương lai, chỉ cần gia nhập thì câu lạc bộ sẽ lập tức phát lên. À xin lỗi, chúng tôi đi nhầm chỗ rồi. Hoàn toàn là cố ý mà. Phan đã, hai người là Quang ca Quế Xương Hoa sao? Chúng tôi hôm nay đến đây là lịch trình riêng tư, không muốn bị người khác biết, cho nên có thể giữ bí mật cho chúng tôi được không? Được mà, được mà. Em biết mà, không chỉ Bạch Nhật Mộng mà Quang Hoa cũng gây luôn, đều đây hết. Không quấy đầy hai người nữa, xin cứ tiếp tục. Bọn họ sao lại có dáng vẻ kích động như thế nhỉ? Bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho choáng váng rồi. Sau khi Xuân Huyết giải tán, cậu chỉ cần gia nhập ngoại khí, ký hợp đồng khi doanh thu của câu lạc bộ sẽ chia ra cho cậu 3 phần. Thị trường e-sport tương lai rất tươi sáng. Chúng ta chỉ cần nằm rung đùi đếm tiền trong vui vui vẻ là được. Sơ giải trí lần này chính là cơ hội tốt để ra chuyện. Chúng ta nhất quyết không được sợ mạnh nhất lan làm quyền. Phải làm một trận cho ra cho. Tiểu khả ái Xuân Hoa, ta đang vô cùng dao động đây. Đi thôi, mình chính là người máy không có nổi mà. Chính khuyết làm gì đó. Trong núi lắm mũi, phải xịt thêm nhiều hước hoa vào đấy. An tủy, chuyện hận là tốt, vừa ấm áp lại vừa xinh đẹp. Phòng quản ký, ca tơi, có chị thật tuyệt vời. Mấy đứa kiếm cơm bằng rương bạc đó, để mặt bị chích tiêu hết thì ai mà cần mấy đứa nữa. Còn hai đứa này nữa, đêm qua hai đứa đi đâu vậy hả? Đương nhiên chúng em là bởi vì bị sự ấm áp và xinh đẹp của An tỷ làm cảm động cả đêm rồi. Còn trong chừng mấy đứa nữa thì chị đây sẽ giảm vài tiểu thọ năm quá. Khẩn trương đi thôi. Đi tới địa điểm ghi hình mùa đầu tiên của Xô, cậu người hoàng mỹ không gì sánh bằng. Sắp tới địa điểm ghi hình mùa đầu tiên của showbiz, cậu người hoàng mỹ không gì sánh bằng rồi. Sau khi tới nơi, mọi người có thể đi dạo xung quanh. Buổi tối nghỉ ngơi thoải mái, sáng mai bắt đầu chính thức ghi hình. Bạch Bọc diễn hình tượng lạnh lùng, cao ngạo của mình hơi cố quá sức lố rồi. Thì phải lạnh đến nỗi khiến bản thân đông cứng, không thể đi đứng bình thường luôn rồi. Cậu không đi xem thử à? Lỡ như Bạch Mộc rớt xuống hố thì biết làm sao?
lẻ nhạt. Đây mới là lạnh lùng thật sự. 5 phút sau. Tốt rồi, không có ai hết. Ngồi y mấy tiếng trên xe cảm thưởng. Vết thương vừa sắp ra tổ ra luôn rồi. Sao cậu ta cứ lên cơn suốt thế? Khó chịu quá. Cuối cùng cũng được thoải mái chút xíu. Ủa, ở đây sao lại cắm nhiều cây cột thế nhỉ? Sau đây sẽ do phóng viên Mạnh Tiểu Bạch của đài TV đưa tin cho các bạn. Mức độ cao nhất của việc lên cơn chính là đáng yêu. Đừng nhúc nhích lung tung. Mạnh ca cứu em với. Tôi đã bảo đi theo tới đây. Chắc chắn có sẽ có kịch hay để xem mà. Nhưng mà Bạch Mộc, Mộc bị kẹt đầu khiến em rất khó hiểu. Chẳng lẽ không phải cứ chui tọt vào trong nữa là có thể ra rồi à? Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích lung tung. Để tôi tìm công cụ giúp cậu rồi sẽ quay lại đây ngay. Bạch ca, để em biểu diễn cho anh xem kỹ thuật chính chân chính. Em chui vào rồi. Tiêu rồi, em cũng ra không được. Cảm ơn cậu nha Xuân Hoa. Có cậu ở đây, tôi cảm thấy quyền của mình cũng không đến nỗi quá thảm. Tịch Xuân Hoa, cậu sao thế? Mạnh ca. Rõ ràng quá mà. Tới tặng đầu người đó, bút liên kết đường mới đề chứ. Dù rất mất mặt, nhưng mà trong khoảnh khắc này, dường như chúng tôi lại quay về thở ban đầu khi không có những khoảnh khắc giữa mọi người. Đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu, cho dù mục tiêu ấy nghe có vẻ không chút hiện thực. Nhưng trên đường đi không phải chúng tôi luôn có những người bạn đồng hành hay sao? Chúng tôi chính là xung huyết tỷ quệ nhất. Bạn sáng Mạnh ca đã cứu cái bạn nhỏ bé của mình. Đến báo đáp sẽ đưa anh ấy một quài không tính. Thế nhưng mình cũng không thể phản bội quan ca được. Cấp hạ giấy truyền kinh cho Mạnh ca là được rồi. Sau đó thì coi như không hề dính dáng gì tới mình. Không có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn đi đâu? Tịch An Nhiên. Cậu muốn đi đâu? Nhìn đôi mắt to tròn, nỗi sợ to bự của tôi. Tôi nghi ngờ cậu có âm mưu. Lần đầu em được làm miết, cũng muốn phát huy một chút năng lực của bản thân để tạo ra một tiết mục độc đáo. Mỗi khách mời ghi hình sẽ được chia cho con một con hạt giấy này. Bên trong có đi những nhiệm vụ khác nhau. Để cho họ tỉnh dậy có thể chơi một game nhỏ hầm nóng người. Ừ, ý tưởng không tồi. Người thấy có phần, tôi cũng muốn một con. Cậu quyết cho tôi nhiệm vụ gì nào nào? Quyết chữ. Đáp. Hình thành. Chắc vì mình ở chung với Quang ca quá lâu nên mới có thể
chế ra mấy lời nó nhảm nhí như này, mình tiến bộ rồi. Được thôi, vậy tôi sẽ thỏa mãn em. Mọi người cầm lấy hạt giấy ở cửa sổ đến cổng thôn tập hợp nhé. Mọi người hãy mở hạt giấy của mình ra, dựa vào nhiệm vụ được viết trên đó mà tiến hành trò chơi. Đội nào hoàn thành trước sẽ có phần thưởng. Chúng tôi là chạy đua quế đà. Chúng tôi là massage cho vịt. Học hát theo tiếng Mào một chút. Quan hệ giữa hai người em. Chụp hình hai người theo động tác đã quy định. Chính là mấy cái này nè. Có thể nghĩ ra loại nhiệm vụ trò chơi vừa khiến người ta không còn gì để nói, vừa muốn lập tức vỗ tay như này. Ha, không hổ là cậu. Hi hi. Vậy bây giờ các đội chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Xông lên. Mèo 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 mèo. Bạch Mộc hòa mạnh như Lan vào lúc này. Hai tư thế lúc này phong cách hơi kỳ lạ. Chắc là do mình tìm hình có vấn đề rồi. Không có vấn đề không phải là cậu, cũng không phải tấm hình đó. Quậy là cái gì? Là cô đơn. Đời người cô độc khiến người mạnh khỏe. Mới muốn tìm người thú vị cùng bên nhau. Cậu người hoàn mỹ không gì sánh bằng. Do cái cặp có hai vị mời khách có mối quan hệ thân thiết, lập thành một đội cùng tham gia. Trên núi cao khung quê lấp lánh, xa huy náo và những ánh mắt soi xét, cùng nhau hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau, xây dựng nên thành truy cho riêng mình. Ở hành truy này, tình bạn, tình yêu, tình nhân đang chôn giấu sẽ từng chút vì chúng ta mà tạo nên. Bởi vì có thể có cậu mới là tồn tại hoàn mỹ không gì sánh bằng. Trang trại nuôi bò của Quan Thị, vì mà tình nhân quế chả không tình nhân, tất cả đều không đáng số nào. Anh cứ rể cho tôi toàn bộ số hình đó, kể cả bản phim đi, tôi mua hết lại hết. Nhớ kỹ không được cho Thẩm Lạc biết đấy. Qua buổi sáng. Alo, có chó săn chụp được hình Quang Hư ra vào một công ty khác. Nghi ngờ cậu ta được bao dưỡng để thăng tiến. Bây giờ showbiz đang hot. Bọn chó săn đang đăng giá khắp nơi để bán tin tức này đó. Tôi nghĩ chắc Tiểu Quang tổng sẽ có hứng thú, lập tức tìm cách để được hai tấm bản hình sao. Hình chụp lén cũng đẹp trai như mình, chụp tạp chí tức chết đi được. Xí. Có gan làm sao lại không có gan cho tôi biết.
Ồ đệt, sao anh vào đây mà chả có một tiếng động nào thế? Bộ anh là ma hả? Là do con lòng người có ma thôi. Tiểu quan tổng phu được canh bạc tốt như thế, lập tức có thể đẩy quan thư rớt xuống đỉnh cao. Sao quẳng nhắc ra thế chứ? Chẳng ra tôi biết tổng anh là quỳ quan thư mà. Quan khư đi tìm anh rồi chứ gì. Mẫu thiết kế tòa nhà công ty này của anh là do chính tôi lựa chọn đấy. Đôi hỏa nhãn kim tinh của ông đây, liếc một phát là nhận ra đấy. Giữa tôi và quan thư, anh cũng sẽ chọn quan thư giống như tất cả mọi người thôi. Ta là cậu ruột của quan thư, gặp mặt nó không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn con thì khác. Ngụy biện đừng có chạm móng vuốt bẩn thỉu của anh vào người tôi. Bây giờ đeo găng bao tay, chạm vào được rồi chứ gì? Anh bảo là lần trước quan sư tìm anh để hỏi chuyện viện thẩm mỹ nào tốt phải không? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ là muốn tìm kế hại con? Đến gia sản nó còn không thèm màng tới, tự ra ngoài lăn lộn, tính kế hãm hại con làm gì? Là con luôn nghĩ cách hại nó thôi. Nếu vậy thì sắc đẹp của quan hư là do dưỡng được sau này, chứ không phải bẩm sinh đã đẹp. Vậy tôi mắng anh ta xấu là mắng đúng rồi. Còn nói gì thế? 3 năm trước tiệm nét. Đợp mẹ, quan thư à, anh cứ hết lần này tới lần khác xông vào dưới tháp địch là muốn duyễn lượng kém gì đó hả? Sao còn không hét lên thả pháo của tôi luôn đi? Quan thư xấu kêu, sức kêu đi, anh giữ hết tuyệt chiêu là định biến thành tia chớp để rơm lại tới hố đụng bắn pháo hoa hả? Đội dài nếp nhăn, vùng mắt của anh còn động hơn cả bước đi của tôi, của anh luôn à. Sau đó khi quan khư nói, tôi ăn nói linh tinh, mắng anh ta xấu. Còn thề cắt đứt quan hệ cày đêm với tôi luôn. Bây giờ xem ra tôi chả hề mắng sai, là do anh ta có vấn đề. Cho nên hai đứa vợ mặt với nhau là bởi vì lý do này. Dĩ nhiên không phải vì tất cả mọi người đều thích quan hư. Có anh ta thì không có ai nhìn tới thấy tôi cả. Tôi muốn vì mình mà đoạt lấy một chút sự chú ý, cũng muốn trở thành một người quan trọng nhất của ai đó. Thế nhưng sao khi biết anh ta quế quyệt thẩm mỹ sửa mặt, còn tôi tự nhiên về phương diện sắc đẹp thì tôi thắng rồi. Tôi lập tức sai người photoshop lên hình chụp lén của anh ta quay chút mụn rồi vài phát ra ngoài. Nhưng đây là hình bao dưỡng trong truyền thuyết đấy. Con không lợi dụng điểm này để bóc phốt nó sao? Tiểu quan trọng đây là không thèm là mấy trò trong quan trọng tài đó đâu. Tôi phải đi theo con đường nam chính trong sản quan. Thật lòng là do con không muốn để người khác gây hại tới quan thư nên mới mua lại những tấm hình đó đúng không? Ta cứ lo lắng sau khi mẹ con qua đời, con quay về, quan gia thì sẽ đi theo đường lệch lạc. Nhưng năm qua, ta luôn quan tâm con. Mấy trò quậy phá, hoặc phảnh đều cho con làm. Nhưng những âm mưu, gian sát,
đều giúp con tránh xa. Chuồn trưởng thành tốt, đẹp hơn so với những gì ta tưởng tượng là do ta quá lo nghĩ rồi sao? Con chính là người quan trọng nhất của ta. Không cần tiếp tục tranh đoạt nữa nhé. Cẩu tặc, anh dụ dỗ ngon ngọt như thế, có phải đã gây ra chuyện gì có lỗi với tôi không? Ừ, ta đã nói cho quan khư biết một viện thẩm mỹ vô cùng tốt. Nó sắp đẹp trai hơn con rồi đấy. Anh Xu, camera quay qua bên này nè. Bên này sáng lắm nè. Ok, cứ quay đi. Ban sáng tôi đã nói rõ với bọn họ rồi. Lát nữa khi quay hình, Mạnh Nhất Lan lẫn Bạch Mộc đều sẽ tích cực hành động theo hình tượng của mình xây dựng. Chúng ta sẽ thêm dầu vào lửa phá hủy hình tượng của Bạch Mộc. Lần trước dù hình tượng của Bạch Nhất Lan đã sụp đổ nhưng fan lại thêm nhiều. Đó là do cậu ta có thiên phú trời ban. Nhưng Bạch Mộc thì không phải như vậy. Trời ơi, quan ca nham hiểm rồi ta ơi. Sau cuộc so kè trong game, khởi động lượt đầu tiên của ngày hôm nay. Đội đứng nhất là Bạch Ngọc Lan qua Bạch Mộc. Đội đứng thứ hai là Bách Kim. Đội xếp ba là La Thanh và Phương Hợp Phá. Xếp bốn là Trịnh Kiều và Hứa Nặc. Mọi người sẽ nhận được những phần thưởng có đẳng cấp cao thấp khác nhau dựa vào thức hạng. Đây là nhiệm vụ mà hôm nay phải hoàn thành. Từng đội đi lấy những đốc tre đã chặt sẵn, sau đó xây dựng thành một bộ phận mình cần hoàn thành. Giấu lại mà xem, đừng để ai biết. Cẩn thận như vậy còn lén la lén lút sau lưng mình, lẽ nào là hư tình? Tịch Xuân Hoa, tôi xem thường cậu quá rồi. Mạnh ca, Mạnh ca, anh tới đây đi. Chúng ta phải xây liều nhỏ. À, điều này không quan trọng. Quan trọng là Xuân Hoa truyền cho em tin tức ở mặt sau chú Hạt Giấy. Bảo là quan ca âm mưu phá bỏ hình tượng của em đó. Anh xem nè. Hiếp hiếp, bác chính là quan ca. Kế bên cao hơn anh ấy, lại mang giày Axi. Chính là em nè. Cái này cậu cũng nhìn ra được. Cậu, ta nói cái gì ạ? Rất dễ nhìn mà. Quả nhiên là người ngu mã tầm mã. Cậu nói với tôi làm gì? Tịch An Nhiên không phải bảo cậu không được nói với người khác sao? Ai đâu phải là người khác, là đối tượng âm đuổi của em, là quân chủ lượt do em kéo về mà. Tối đến em sẽ đi nhậu cùng anh quay phim qua anh Hậu Kỳ, nhờ bọn họ cắt hết những câu nói của quan thư, gây bất lợi cho sự đoàn kết ổn định của nhóm mình rồi. Hi hi. Ngang ngược, quá ngang ngược rồi đấy.
Còn nhớ lần trước chúng ta lên sân khấu biểu diễn, Bạch Mộc ôm theo máy bình sữa canxi AB, là bởi vì muốn mang cho chúng tôi. Sợ chúng tôi khác, cậu nhóc tốt như thế tôi đã rất lâu không gặp được rồi. Xin hãy bắt đầu phần diễn của các bạn đi nào. Trên đời này chỉ có Bạch Mộc là tốt nhất. Người không có cậu ấy bên cạnh sẽ mờ mịt. Bạch Mộc không thể duy trì hình tượng lạnh lùng trong thời gian dài được. Chỉ cần tìm ra điểm không ổn của cậu ta, mình lập tức có thể phát huy, sụp đổ hình tượng đi nào Bạch Mộc Mộc. Mình có nên dự tính cho Quan Ca một ngôi mộ giữa núi kế sông không nhỉ? Tới lúc đi chốc rượu, anh camera để anh ấy giúp mình rồi. Mạnh ca em đi đây. Kế hoạch biến hành, giọng bắt đầu điếm ngược. 20 phút sau, tôi muốn bay. Đi tới chỗ không người, bằng kia rồi bay. Đồ ngốc. Hùng nhị nhị, tao có một bí mật muốn kể với mày. Cậu nói đi. Thật ra mạnh ca cao hơi lùn. Cậu nói gì? Một bộ phận fan trong siêu thoại Bạch Nhất Mộng đều nói mạnh ca lùn hơn cao, nên siêu thoại mới có tên đó. Nhưng một số fan khác lại cho rằng lúc mạnh ca đánh nhau cực kỳ men, họ của mạnh ca nên đặt trước đau. Cậu ấy đang nói cái quái gì thế này? Sau đó siêu hội đã có một cuộc bỏ phiếu, một mạnh bạch, hai bạch mạnh. Ta đã chọn số một, hi hi hi. Dù sao, đã ôm đùi mạnh ca, tôn trọng anh ấy thì nên đặt họ của anh ấy lên trước họ tao. Khoảnh khắc này, một cánh đồng bước vào kỷ nguyên mới đã mở ra chào đón Mạnh Nhất Lan. Lúc mạnh ca còn đang cẩn thận từng tí một để chôn xấu tình cảm, đã có người đang trên đường đi cục dân chính tới đây rồi. Cậu tại sao lại theo dõi siêu thoại này? Ta không muốn xô quýt giải tán, cho nên đã theo dõi toàn bộ siêu thoại có liên quan tới nhóm, luôn luôn canh chừng mọi động thái của bọn họ. Bỏ đi, cậu chẳng hề biết gì cả. Ta định sau khi quay về sẽ mua 3 thùng sữa canxi AB tặng cho Mạnh Ca. Ta uống sữa canxi AB đã cao như này, ta tin Mạnh Ca cũng có thể cao lên. Như vậy thì bọn ta sẽ càng hợp hơn. Mấy người bầu phiếu chọn cũng số 2 lập tức phải ngậm mồm lại thôi. Tại sao cậu chẳng hề hiểu gì? Những cứ tùy tiện nói đại một câu cũng có thể khiến tôi mơ mộng viễn vông đến thế chứ. Đây chắc là thiên phú nhỉ? Cậu trời sinh đã có năng lực chiếu rồi tôi. Cậu người hoàn hảo không gì sánh bằng. Quay hình tập 1 kết thúc. Nhức đầu quá, nhức đầu quá. Quan Ca, nếu như cảm thấy sắp chết, phải nói với em một tí nhé. Những đứa con trai của mình đều có chốn trở về của riêng chúng rồi.
Điện thoại của mọi người nè. Nếu thấy không khỏe thì xuống xe hẳn chơi. Cẩn thận kẻo chóng mặt. Những thanh niên không có điện thoại sẽ chết thời hiện đại. Không biết vì sao đột nhiên mình cảm nhận được một luồng không khí tử vong đang huôn trào sắp bốn phía xung quanh mình. Mạnh ca, tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ra ngoài một chuyến xong quay về, thế giới dường như đều thay đổi cả rồi. Mạnh ca, anh có chuyện gì vậy? Em giúp anh được không? Mặc dù trong em rất ngốc, nhưng thật ra cũng là một đứa cơ chí đấy.